Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái đề thi cuối học kỳ 1 toán lớp 5, đề số 2. Đối với phần đề thi này chúng ta có hai phần, phần 1 là phần trắc nghiệm và phần 2 là phần tự luận. Trước mắt của các em ở đây là phần trắc nghiệm. Các em có thể dừng video này giảng lại. Chúng ta làm cái phần trắc nghiệm này. Sau đó thì các em sẽ đối chiếu với phần bài chữa của cô. Đối với cái đề này thì chắc là cô sẽ tách ra, chúng ta cô sẽ quay thành hai cái video nhỏ cho các em nhé, bởi vì là cô cũng chỉ tranh thủ một chút thời gian thôi. Nếu quay cả thì cô không đủ thời gian trong cái buổi hôm nay, nên là đối với đề số 2 này thì cô sẽ tách ra. Bây giờ cô sẽ chữa ở cái phần trắc nghiệm cho các em trước đấy. Thì có thể là chúng ta đi hết phần trắc nghiệm để phần tự luận sang cái video sau, hoặc là cũng có thể chúng ta sẽ đi hết cái phần trắc nghiệm và thêm một số ít các cái bài tự luận. Bây giờ bài số 1. Số thập phân 256,79 được viết như thế nào? Như vậy 256,79. Đây là 256,79. Các em sẽ đối chiếu với các đáp án thì chúng ta thấy đáp án đúng chính là đáp án nào các em? Đáp án đúng chính là đáp án B. Các em sẽ khoanh vào đáp án đúng là đáp án B cho cô. Sang câu số 2. Chữ số 7 trong số thập phân 234,087 có giá trị là. Như vậy trước, ở phía trước dấu phẩy này, phía bên trái này này, thì em sẽ đếm này, đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm. Đây là phần nguyên đúng không ạ? Hàng phần nguyên thì em sẽ đếm này, đơn vị, chục, hàng trăm. Hàng ở phần thập phân tức là sau dấu phẩy, em sẽ đếm chữ số đầu tiên chính là chữ số ở hàng phần 10, phần trăm, phần nghìn. Như vậy con 7 này chính là 7 phần nghìn. 7 phần nghìn thì các em sẽ thấy đáp án ở đây chính là đáp án C, 7 phần nghìn. Cô nói lại, chữ số đầu tiên sau dấu phẩy là hàng phần 10, chữ số tiếp theo là hàng phần trăm, chữ số tiếp theo nữa là hàng phần nghìn. Rồi sang câu 3. 3,25 tấn, các em sẽ đổi ra kg. Đây là đổi đơn vị đo khối lượng. Các đơn vị đo khối lượng hơn kém nhau, liên tiếp nhau thì nó sẽ hơn kém nhau 10 lần. Chúng ta có tấn này, tạ này, yến này, kg. Như vậy thì hơn kém nhau 10 lần, tức là từ đây sang đây nhân 10 này. Từ đây sang đây nhân tiếp 10 nữa này. Từ đây sang đây nhân tiếp với 10 nữa. Như vậy nhân 10, nhân 10, nhân 10. Nhân 10, nhân 10, nhân 10, 3 con 10 nhân với nhau tức là nhân với 1.000, đúng không? Từ tấn sang kg chúng ta sẽ nhân với 1.000. Các em có thể đếm này, 10 này, 100, 1.000. Như vậy từ tấn sang kg nhân với 1.000, các em lấy 3,25, các em nhân 1.000. 3,25 thì các em có thể thêm một chữ số 0 ở đây. Khi mà các em thêm chữ số 0 ở tận cùng của phần thập phân ấy, thì cái giá trị nó không thay đổi. Chúng ta thêm ở đây bởi vì đây có 3 chữ số 0, chúng ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải, 3 chữ số cho nó dễ. Như vậy các em dịch chuyển 1, 2, 3, như vậy bằng 3,250 kg, đúng không ạ? Bằng 3.250 kg. Như cô nói là 3,25 thì các em có thể viết bằng 3,250. Bởi vì các em có thêm bao nhiêu chữ số 0 vào tận cùng của phần thập phân thì kết quả nó cũng không thay đổi nhá. Tận cùng của phần thập phân tức là tận cùng sau cái dấu phẩy này này. Đấy. Thì nhưng mà chúng ta thêm chữ số 0 vào phần tận cùng thôi thì kết quả nó không thay đổi. Chúng ta thêm như thế này để khi các em nhân với 1.000, các em dịch chuyển 3 chữ số cho ra kết quả dễ. Như vậy bằng 3.250 kg. Các em khoanh vào đáp án A. Như vậy chú ý đổi từ tấn sang kg thì em nhân 1.000. Sang câu số 4. Hỗn số 3,5% được viết dưới dạng số thập phân là bằng bao nhiêu? 3 này là 3 phần nguyên này, đây là số nguyên này. 5%. 5% thì các em lấy 5 chia 100. 5 chia 100 thì nó bằng 0,05. 5% tức là bằng 0,05. 0,05 cộng với số 3 ở phía trước này. 3 này là 3 phần nguyên. Đấy, như vậy các em lấy 3 này cộng với cái phần này.
cộng với 5%, tức là cộng với 0,05. Như vậy sẽ bằng 3,05. Được chưa? Bằng 3,05. Cô nói lại 3, 5 phần 100 thì 3 này, con 3 này là bằng 3 phần nguyên. Đây là phần số nguyên này. Cộng với cái phần thập phân, các em lấy 5 chia 100 bằng 0,05. Như vậy lấy 3 cộng 0,05 thì bằng 3,05. 3,05 đáp án đúng ở đây chính là đáp án B. Sang câu số 5. Số bé nhất trong các cái số người ta cho ở đây là số nào? Như vậy ở đây phần nguyên giống nhau đều là số 7 rồi này. Thì các em sẽ so sánh lần lượt các cái chữ số theo thứ tự từ trái sang phải. Hàng phần nguyên giống nhau rồi đúng không ạ? Các em sẽ so sánh đến hàng phần 10. Người ta hỏi số bé nhất này. Như ở đây hàng phần 10 là số 3, hàng phần 10 là 3, hàng phần 10 là 5, hàng phần 10 là 5. Như vậy hai số bé nhất nó sẽ nằm hai số, nó có thể rơi vào một trong hai số đầu này này. Bởi vì có hàng phần 10 bé hơn đây này. Đấy, hàng bên này hàng phần 10 lớn hơn thì chúng ta bỏ qua. Được chưa? Như vậy hàng phần 10 bé hơn là chữ số 3 này. Thì các em sẽ tiếp tục so sánh đến hàng phần trăm. Hàng phần trăm ở đây là 5, còn đây là 8. Như vậy cái số này có là số bé hơn đây này. Như vậy 7,358 là số bé nhất. 7,358. Quy tắc khi đi so sánh, các em sẽ so sánh phần nguyên trước. Nếu phần nguyên bằng nhau, các em sẽ so sánh đến hàng phần 10. Hàng phần 10 nào bé nhất, những cái số nào có hàng phần 10 bé nhất thì các em sẽ nhặt ra. Nếu hàng phần 10 nó bằng nhau, trong các số có hàng phần 10 bé nhất mà bằng nhau này, đây bé nhất này mà bằng nhau, thì các em sẽ so sánh đến hàng phần trăm của các cái số đấy. Số nào mà có hàng phần trăm bé nhất thì số đấy sẽ bé nhất. Như vậy đây chính là số này. Như vậy thì nó chính là số 7,358. Đáp án A. Câu 6, 8 dm vuông 24 cm vuông, kem đổi sang dm vuông. Chú ý đơn vị đo diện tích liên tiếp nhau thì nó sẽ hơn kém nhau là 100 lần. Như vậy đây là dm rồi, dm vuông thì em giữ nguyên này. Kem chỉ cần đổi cm vuông sang dm vuông thôi. Từ cm vuông sang dm vuông, đây chúng ta có dm vuông này sang cm vuông là theo chiều thuận này. Theo chiều thuận thì các em nhân 100. Nhưng mà theo chiều ngược lại, theo chiều ngược lại này, thì các em đi chia cho 100. Tức là đổi từ cm vuông sang dm vuông thì các em chia 100 nhá. Như vậy thì các em sẽ lấy 24, các em chia 100. 24 chia cho 100 thì bằng 0,24. Như vậy 24 cm vuông. Từ cm vuông sang dm vuông thì chúng ta đi chia 100. Vậy các em lấy 24 chia 100 bằng 0,24. Vậy cái này sẽ bằng 0,24 dm vuông. Cộng với 8 dm vuông nữa thì nó sẽ bằng 8,24. 8,24. Còn 8 đấy chúng ta không phải đổi nhá. 8 này đã là dm vuông rồi, giữ nguyên. Chỉ cần đổi 24 cm vuông sang dm vuông chúng ta chia 100 thôi, bằng 0,24. 0,24 cộng với 8 thì bằng 8,24. Sang câu số 7. Một hình tam giác có độ dài đáy bằng 12,6 cm, chiều cao bằng 1/2 độ dài đáy. Diện tích của tam giác đó là bằng bao nhiêu? Như vậy độ dài đáy bằng chừng này. Trước tiên thì các em phải đi tìm chiều cao đúng không ạ? Diện tích của tam giác này thì các em lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi các em chia cho 2 đúng không ạ? Nhớ công thức này. Độ dài đáy nhân với chiều cao chia cho 2. Ở đây biết độ dài đáy rồi, chưa biết được chiều cao. Trước tiên các em đi tìm chiều cao. Chiều cao ở đây thì nó sẽ bằng 1/2 độ dài đáy, tức là các em sẽ lấy độ dài đáy các em chia 2 ra. Độ dài đáy chia 2 thì lấy 12,6. 12,6 các em chia 2 thì bằng 6,3. Trước tiên đi tìm chiều cao này. Các em lấy chiều cao thì bằng 12,6, nó bằng 1/2 mà, chia 2 bằng 6,3. 6,3 cm. Biết được chiều cao rồi, biết được độ dài đáy rồi thì chúng ta có diện tích, đúng không? Diện tích thì nó bằng độ dài đáy nhân chiều cao chia 2. Nhớ công thức nhá. Diện tích hình tam giác bằng độ dài đáy nhân với chiều cao
chia cho 2. Vậy kem lấy 6,3, kem nhân với 12,6 thì bằng 79,38. Em chia 2 ra thì bằng 39,69. Đây, bằng 39,69 cm vuông, chú ý đơn vị cm vuông. 39,69 thì đây chính là đáp án nào? À, chính là đáp án 39,69. Đây chính là đáp án B đây. Chú ý không có lại nhầm này. 39,69 chứ không phải là 39,96 đâu. Cái này là 39,96 này. Đây 39,69. Kem tính ra bằng 39,69 đúng không ạ? Kem khoanh vào đáp án B. Như vậy, chú ý là muốn tìm được gì? Muốn tìm được cái diện tích thì các em phải biết được chiều cao, biết độ dài đáy. Như vậy chúng ta tìm chiều cao bằng cách lấy độ dài đáy chia 2. Tìm được độ dài đáy rồi, các em lấy chiều cao nhân độ dài đáy, các em chia 2 ra thì chúng ta được diện tích nhá. Đọc lại, cô đọc lại. Diện tích hình tam giác thì bằng độ dài đáy nhân với chiều cao chia 2. Sang câu số 8. Cho 11,32 chia 0,01. Số cần điền vào dấu chấm chấm này, chia cho 0,01. 0,01 này bản chất của nó bằng 1% này. Chia cho 1% thì các em đi nhân với nghịch đảo, tức là nhân với 100 đúng không? 11,32 này, 0,01 tức là 1/100. Đấy, 0,01 là 1%. 1% thì em chia thì em chuyển thành phép nhân, nhân nghịch đảo tức là nhân 100 phần 1 tức là nhân 100. Như vậy các em sẽ lấy 11,32 nhân 100 thôi. 11,32 nhân với 100 thì kết quả của chúng ta sẽ bằng 1132. 1132. 1132 thì đây chính là đáp án D. Như vậy khi chia cho 0,01 thì các em lấy cái số bị chia này, các em nhân với 100. Đấy. Chia cho 0,01 tức là bằng nhân với 100. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được cái phần trắc nghiệm. Đây là phần tự luận đầu tiên này. Các em có thể dừng lại một chút, các em ghi đề phần tự luận này. Sau đó các em sẽ xem thêm được cái phần xem thêm phần tự luận phía sau nhé. Thì ở video sau thì cô sẽ hướng dẫn cho các em. Đây là phần trắc nghiệm tiếp theo, phần tự luận tiếp theo. Đấy, các em dừng lại làm các cái phần tự luận này. Ở video tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn cho các em các cái bài tự luận tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video của giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.